Thank you.
70 năm lịch sử, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Nghĩa Lộ tổ chức chương trình kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng Nghĩa Lộ 18 tháng 10 năm 1952, 18 tháng 10 năm 2022 và trao giải cuộc thi tìm hiểu Nghĩa Lộ tự hào 70 năm lịch sử và truyền thống cách mạng. Mở đầu chương trình, kính mời quý vị đại biểu, khách quý và bà con nhân dân cùng thưởng thức chương trình nghệ thuật với chủ đề Khúc Tráng Ca Giữa Miền Ban Trắng. Chỉ đạo nội dung, Ban Thường vụ Thị ủy Nghĩa Lộ. Chỉ đạo thực hiện, Ban tổ chức những ngày lễ lớn thị xã. Thực hiện cửa nhà. Mới sinh con đã biết gì đau thương giặc Pháp thời chứ dày xéo quê hương. Ngập đường đầy sông cảnh nhà ta nay bước đường cùng cha đi cầu thực mẹ bồng con theo nắng mưa biển mấy trời ảm đạm một màu cha con bồng bê bước mau dặm đường âm thầm ấy con ơi cuộc sông tha phương lạc loài đất khách người xương quê người. Năm 1859, năm 1864, cuộc khởi nghĩa Nguyễn Trung Trực tức Nguyễn Văn Lịch, năm 1861, năm 1868, với câu nói nổi tiếng bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người nước Nam đánh Tây. Cuộc khởi nghĩa Ba Đình của Đinh Công Tráng cùng một số văn thân thủ hảo yêu nước như Phạm Bành, Nguyễn Kế, Hà Văn Mao, Cầm Bá Quốc lập chiến khu ở Ba Đình, Na Sư Thư Quán. Cuộc khởi nghĩa Bãi Sảy năm 1885, năm 1889, do cụ Nguyễn Thiện Thuật tức Tân Thuật dựng cờ khởi nghĩa lập căn cứ kháng Pháp ở Bãi Sảy thuộc hai huyện Văn Giang và Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Cuộc khởi nghĩa Hùng Lĩnh năm 1886, năm 1892, 1913 do Hoàng Hoa Thám tức Đề Thám ở Sơn Tây rồi lên Yên Thế. Các phong trào yêu nước như phong trào Đông Du của cụ Phan Bộc Châu, phong trào Duy Tân của Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Trương Quý Cát, phong trào lòng yêu nước thương dân là niềm tự hào về truyền thống đấu tranh cách mạng chống giặc ngoại xâm của nhân dân ta cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Mùa xuân năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, tác động mạnh mẽ vào phong trào yêu nước của nhân dân các dân tộc Yên Bái. Ngày 30 tháng 6 năm 1945, Ban cán sự Đảng liên tỉnh Yên Bái Phú Thọ được thành lập. Ngày 30 tháng 9 năm 1947, tỉnh ủy Yên Bái đã ra quyết định nương 4000 năm ôi tự hào biết mấy, hạnh phúc trong tay ta đang nở hoa kết trái, còn gì đẹp hơn, còn gì đẹp hơn là cờ đỏ của hiền đảng ta đó. Là cờ của đảng sáng soi đường đời.
Nghĩa Lộ, miền đất đậm bản sắc văn hóa và truyền thống cách mạng, có vị trí chiến lược quan trọng trong khu vực miền núi Tây Bắc. Pháp xây dựng Nghĩa Lộ trở thành phân khu quân sự mạnh nhất do một tiểu đoàn người Thái đóng giữ. Ngày ấy đã lâu rồi, xóm làng tôi còn nhớ mãi. Mười bảy giờ năm phút ngày 17 tháng 10 năm 1952, bộ đội ta bắt đầu tiến công vào cứ điểm Nghĩa Lộ, trung đoàn 102, đại đoàn 308 tiến công cứ điểm Cú Trải. Sau hơn 3 giờ chiến đấu ác liệt, quân ta đã hoàn toàn làm chủ cứ điểm này, tiêu diệt và bắt sống hơn 400 tên địch, trong đó có tên quan tư Kirillon, chỉ huy trưởng quân khu, thu toàn bộ vũ khí, quân trang, quân dụng. 3 giờ 5 phút sáng ngày 10 tháng 8 năm 1952, trung đoàn 88 đại đoàn 308 nổ tiếng súng tấn công cứ điểm Nghĩa Lộ phố. Địch dựa vào hầm ngầm, lô cốt biên phố, điên cuồng chống cự, nhưng với sự tiến công mạnh mẽ, áp đảo, chỉ sau 2 giờ 20 phút chiến đấu, quân ta đã tiêu diệt và bắt sống toàn bộ. Mở thông đường vào Tây Bắc, nối liền với căn cứ Việt Bắc, làm tiền đề thuận lợi cho các chiến dịch tiếp theo, tạo thế và lực cho trận quyết chiến quyết thắng ở Điện Biên Phủ sau này. Màu xanh cỏ hiến cho đời, cỏ đã lớn lên từ lòng đất mẹ, không ngại nhọc nhằn không xin you
2021 được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, khẳng định bản sắc văn hóa phong phú của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, dân tộc Thái các tỉnh Yên Bái, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu nói riêng. Bước chân ta về miền che mặt làm cho lòng ai xa xuyến, nắm tay chặt đừng lời hát, mắt môi trao lời tình yêu, xòe em nhé, đừng có dối lòng, anh chỉ muốn theo về làm con làm trai yên mãi, có em đâu cần chi nữa, ước mong cho một đời vui, yêu em. Sau ngày giải phóng Nghĩa Lộ, kế thừa và phát huy những thành tựu trong những năm đầu lãnh đạo nhân dân các dân tộc vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội, vừa chiến đấu bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Đảng bộ thị xã phát huy truyền thống và thế mạnh địa phương. Phấn đấu đến năm 2025, thị xã Nghĩa Lộ cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại 3, theo hướng thị xã văn hóa, du lịch, văn minh, gắn với định hướng phát triển chung của tỉnh Yên Bái, theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Cho bạn phương xa, nghĩa đô mùa xuân sang ngày hội nơi.
cho lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, thưa các đồng chí, thưa toàn thể bà con nhân dân, hôm nay trong không khí hào hùng của những ngày mùa thu lịch sử, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thị xã Nghĩa Lộ long trọng tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng Nghĩa Lộ 18 tháng 10 năm 1952, 18 tháng 10 năm 2022, và tổng kết trao giải cuộc thi tìm hiểu Nghĩa Lộ tự hào 70 năm lịch sử và truyền thống cách mạng. Với niềm phấn khởi chúng tiến công vào cứ điểm Nghĩa Lộ, trải qua một thời gian chiến đấu anh dũng, đến ngày 18 tháng 10 năm 1952, quân và dân ta đã tiêu diệt và bức hàng toàn bộ quân địch ở ba đồn Vũ Trạng, Nghĩa Lộ phố và đồn Tiền Nhi. Nhóm tác giả sau đây bước lên phía trước. 1. Xin mời tác giả Nguyễn Thị Thanh, đảng viên chi bộ 4, đảng bộ phường Trung Tâm, đã đạt giải phụ người dự thi cao tuổi nhất, 66 tuổi. 2. Xin mời tác giả Hoàng Thị Anh Đào, học sinh. Tác giả đạt giải phụ của cuộc thi. Xin chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo. Lãnh đạo Đảng bộ xã Nghĩa Lộ. Xin mời đại diện lãnh đạo chi bộ Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã. Xin mời đại diện lãnh đạo chi bộ trường Trung học phổ thông Nghĩa Lộ. Xin mời đại diện cuối cùng. Bật chế độ quay chưa? À, quay rồi. Đấy, đang quay. Trong đó. À, selfie. Đó. Selfie nhé. Ô, tối thế. Ngược cái nào? Quay. Bật chưa? Anh bảo cho nó nhất trí đấy. Đó, có bố đâu? Một lần. Hôm nào thăm bác coi nhé. Đây anh em đây nhìn chụp nhìn được sao này. Đó, anh em chụp đi xem đi. Người bên này nó bên này nó mới sáng. Tối. Từ đào bé này. Mẹ ông đau đầu lắm. Bố con mình. Không biết không? Cái đấy.
Đây. Đây 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 đây. Cái gì nhỉ? Ca cu nhỉ? Khai đen. Ca khai đen. Khai đen. Ca. À đây. Ok. Bố chuyển ảnh con nhá. Ok. Đây. Ừ. Ờ, cảm ơn nhá. Ok. Này, này, hôm nào cái gì nhỉ? Ừ. Em về nhà nhé. Oh, anh ơi. Chào bà yêu nhá. Của em. Đi tìm cho đây xin rồi. Ok, cảm ơn nhá.